Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trần Thanh Mẫn thắng Tô Lâm thì sẽ xuất hiện một Lê Hồng Anh thứ hai. Cuộc chiến cung đình tại Việt Nam cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Chỉ ngã ngũ ở tứ trụ và một số vị trí khác như Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo, còn lại rất nhiều vị trí béo bở. Trong đó có vị trí Bộ trưởng Bộ Công an tưởng như đã nằm gọn trong tay ông Tô Lâm, nhưng đến giờ phút chót thì có một số người ngắm nghía. Đó là đương kim Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Càng tiến tới gần kỳ họp Quốc hội cuối cùng của khóa 12 và kỳ họp Hội nghị Trung ương 2 của khóa 13 thì cường độ đấu đá nhau càng mãnh liệt hơn trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ moi móc vụ án Mobifone mua AVG của ông Trần Thanh Mẫn trong kỳ tiếp xúc cử tri khoảng 8 tháng trước đây, rồi vụ khơi lại vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, với truyền thông trong nước và quốc tế đồng loạt lên tiếng. Thế lực muốn tấn công hạ uy tín Tô Lâm ngày một dồn dập hơn nhiều. Đó là dấu hiệu mà người ta cho rằng ông Trần Thanh Mẫn đánh vào Tô Lâm. Tuy nhiên, Tô Lâm là tướng võ biển. Ông ta có rủi cùi, có súng và có nhà tù, nên ông ta ra tay ngay với cựu quan chức Sở Y tế Cần Thơ. Người mà trước đây là dưới quyền ông Trần Thanh Mẫn, khi ông Mẫn vẫn còn là chủ tịch rồi bí thư thành phố Cần Thơ. Đó là một cú phản đòn của ông Tô Lâm. Cú phản đòn này rất mạnh. Dường như ông Tô Lâm muốn trút hết giận dữ lên đối thủ chính trị của mình. Đây là hình ảnh ông Trần Thanh Mẫn được cho rằng đang ngắm nghía chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Trước mắt thì Tô Lâm đang là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng, và ông đang là đương kim Bộ trưởng Bộ Công an, lại được tái cử vào Bộ Chính trị nên khả năng ông ở lại giữ vị trí cũ là khá cao. Cao hơn cả vị trí Bộ Công an chỉ có thể là tứ trụ và thường trực Ban Bí thư, nhưng tứ trụ và thường trực Ban Bí thư đã xếp xong nên cửa lên cao hơn nữa của Tô Lâm không còn. Giờ này nếu để bị bứng loại ra khỏi Bộ trưởng Bộ Công an thì ông Tô Lâm chỉ còn đi xuống chứ không lên được nữa, tức là giảm quyền lực hơn nữa. Trần Thanh Mẫn mới vào Bộ Chính trị nhưng tham vọng của ông ta cũng rất lớn. Bao giờ người trong Bộ Công an cũng luôn được ưu tiên nắm Bộ trưởng Bộ Công an. Chính ông Trần Đại Quang và ông Tô Lâm đều là người trong ngành công an và đi lên từ vị trí thứ trưởng của bộ này. Ông Trần Thanh Mẫn chỉ là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cơ quan không liên quan gì đến ngành công an, mà muốn nhảy ngang ra nắm Bộ trưởng Bộ Công an là thực sự ông này tham vọng rất ghê. Và vì sao nói là tham vọng đến như vậy? Vì đơn giản, người ngoài ngành công an mà hất cẳng được Bộ trưởng Công an là việc rất khó. Chỉ khi nào tham vọng quá lớn thì ông Mẫn mới quyết định làm điều đó. Đây là hình ảnh chiếc ghế của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay đang dính vào lưng Tô Lâm rất chắc, khó mà gỡ ra được. Ông Trần Thanh Mẫn năm nay đã 59 tuổi, hết nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 thì ông còn đủ tuổi để tiếp tục vào Bộ Chính trị khóa 14. Hiện ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Khi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo vào năm 2017, ông là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trẻ tuổi nhất kể từ khi đất nước Việt Nam thống nhất. Về trình độ học vấn thì ông Mẫn có Học viện Tiến sĩ Kinh tế, ông cũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016, thuộc đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ. Như vậy thì ông Mẫn không hề có chân trong ngành công an trước đó. Không đi lên từ ngày này mà lại nhảy ngang sang muốn chiếm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm thì tham vọng của ông thực sự là rất lớn. Trong trường hợp này phải có thế lực đỡ đầu thật mạnh, chứ nếu không thì khó mà đạt được tham vọng, thậm chí còn bị dội ngược lại. Muốn vào Bộ Công an thì cần phải có những điều kiện gì là câu hỏi cũng được đặt ra. Chức Bộ trưởng Bộ Công an ở chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là chức vụ dân sự mà là chức vụ trong lực lượng vũ trang. Công an ở chế độ này cũng được xếp vào cấp bậc có quân hàm như quân đội, chứ họ không phải là chức vụ dân sự. Ở Mỹ, tuy những tướng tá quân đội
đều mang cấp bậc của lực lượng vũ trang, nhưng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại là chính thức dân sự do Tổng thống bổ nhiệm, hoàn toàn không có quân hàm trên vai. Còn ở Việt Nam thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là quân nhân, là tướng 3 sao hoặc 4 sao, đó là luật của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra. Về ngành cảnh sát thì ở Mỹ thậm chí không có bộ riêng như Bộ Công an Việt Nam mà chỉ có một cục trực thuộc Bộ Tư pháp. Trong Bộ Tư pháp đó, Cục Điều tra Liên bang FBI và Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ USMS và chức vụ người đứng đầu hai cơ quan này đều là chức vụ danh giám đốc, tức là dưới bộ trưởng. Đó là chức danh hoàn toàn dân sự, không cần phải có cấp bậc như công an tại Việt Nam. Điều này cũng trái ngược hoàn toàn với Việt Nam khi có nhiều trăm ông tướng, quân đội và công an luôn luôn lĩnh với số lượng cực lớn và làm những việc rất khó hiểu đối với người dân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung, từng là tướng công an, đã nhảy ra khỏi ngành nắm ghế chủ tịch thành phố Hà Nội. Sự khác biệt ở hai nền chính trị như thế nên cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an đều phải đi lên từ các vị trí trong ngành của họ. Rất ít những ai có thể nhảy vào mà nắm được hai bộ này. Từ quân đội, người ta có thể tách ra khỏi chức vụ và giữ chức vụ khác dễ dàng, nhưng ít có chiều ngược lại. Từ quân đội ra ngoài làm chức vụ khác như ông Đại tướng Đỗ Ba Tị từng từ Bộ Quốc phòng sang làm Phó Chủ tịch Quốc hội, hay như mới đây ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa từ quân đội chuyển sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn bên công an cũng như ông Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung đã nhảy qua bên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm Chủ tịch, hoặc ông Bộ trưởng Bộ Công an trước đây nhảy lên làm Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, từ chức vụ dân sự mà nhảy vào nắm Bộ Quốc phòng là chưa bao giờ, còn từ chức vụ dân sự mà nhảy sang nắm Bộ Công an là rất hiếm. Đã từng có ai từ chức vụ dân sự vào Bộ Công an hay chưa? Câu hỏi này cũng được dư luận đặt ra. Ông Lê Hồng Anh là cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông còn được gọi thân mật là Út Anh theo thông lệ của miền Nam. Ông sinh ngày 12 tháng 11 năm 1949 tại xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ông có bằng cử nhân luật và cử nhân chính trị. Ông là người cùng quê và là người sát cánh cùng Nguyễn Tân Dũng từ thời còn ở Kiên Giang cho đến khi vào Bộ Chính trị và cùng về hưu một lượt với ông Nguyễn Tân Dũng. Tiểu sử và quá trình công tác của ông Lê Hồng Anh được tóm tắt như sau. Tham gia cách mạng vào năm 1960 và đến năm 1968 và 1977 là cán bộ xã đoàn, rồi cán bộ tỉnh đoàn, rồi thị ủy viên, bí thư đoàn thanh niên Rạch Giá, phó bí thư tỉnh đoàn Kiên Giang. Năm 1978 đến 1980 được cử đi học và tốt nghiệp trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 1981 là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 2, bí thư tỉnh đoàn, rồi phó ban tổ chức tỉnh ủy Kiên Giang. Từ năm 1986 cho đến 1991, ông này giữ chức vụ ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, bí thư huyện ủy Châu Thành, Kiên Giang, rồi phó bí thư thường trực tỉnh ủy Kiên Giang. Từ tháng 6 năm 1996, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Tân Dũng đã vào Bộ Chính trị nắm chức phó thủ tướng thường trực. Trước đó một năm, khi ông Nguyễn Tân Dũng rút khỏi Kiên Giang để về Trung ương thì ông Dũng đã giới thiệu ông Lê Hồng Anh vào ghế bí thư tỉnh. Ông Lê Hồng Anh lên rất nhanh, ngồi ghế bí thư tỉnh chưa được bao lâu thì đến tháng 6 năm 1997, ông được đưa về Trung ương Đảng làm phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Tháng 4 năm 2001, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, ông Lê Hồng Anh vào Bộ Chính trị và đến tháng 8 năm 2002, ông được Quốc hội khóa 11 phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an mà không hề có một cấp bậc nào trong lực lượng vũ trang trước đó. Đây là hình ảnh ông Lê Hồng Anh, là người được phong đại tướng từ con số 0. Và đến ngày 9 tháng 1 năm 2005, ông được phong cấp hàm đại tướng công an nhân dân mà không qua bất kỳ cấp bậc nào trước đó. Ông chưa một ngày tham gia ngành công an. Ấy vậy mà đùng một cái thành đại tướng. Chuyện này chưa hề có tiền lệ. Giả sử ông Trần Thanh Mẫn thắng ông Tô Lâm thì đó là một Lê Hồng Anh thứ hai hay không thì dư luận cũng đặt ra. Được biết ông Lê Hồng Anh là người được ông Lê Đức Anh nâng đỡ. Ông Lê Đức Anh cũng là người nâng đỡ cả Nguyễn Tân Dũng. Người ta đánh giá ông Lê Đức Anh là chủ tịch nước có quyền lực lớn nhất từ trước đến nay. Vậy nên ông sắp xếp ai lên thì người đó sẽ được đảm bảo. Được biết ông Nguyễn Tân Dũng được cả Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh hậu thuẫn, nên con đường quan lộ của ông Nguyễn Tân Dũng thì miễn khỏi bàn.
Còn Lê Hồng Anh chỉ cần đến Lê Đức Anh hậu thuẫn thì ông cũng từ một vị trí dân sự nhảy sang Bộ Công an và được phong đại tướng một cách chóng vánh như thường. Đây là hình ảnh về khả năng ông Trần Thanh Mẫn trở thành Lê Hồng Anh thứ hai. Như vậy, nếu ông Trần Thanh Mẫn mà thắng Tô Lâm, lấy được chiếc ghế Bộ trưởng của Bộ Công an đầy quyền lực, thì bắt buộc ông Trần Thanh Mẫn cũng sẽ phải tự nhiên được phong đại tướng như ông Lê Hồng Anh. Một khi ông Mẫn đá được ông Tô Lâm, thì thế lực hậu thuẫn ông Trần Thanh Mẫn không thua gì thế lực đã hậu thuẫn cho Lê Hồng Anh trước đây. Mà hiện nay, thế lực nào được cho là mạnh nhất? Không khó để trả lời câu hỏi đó là thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, nếu ông Trần Thanh Mẫn thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng, thì mối quan hệ Tô Lâm với ông Nguyễn Phú Trọng cũng không hề thua kém. Vì vậy, có thể nói khả năng ông Trần Thanh Mẫn là ông Lê Hồng Anh thứ hai là rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Tuy nhiên, trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không học được chữ ngờ và mọi điều đều có thể lại xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 5 tháng 3 năm 2021 với bản tin Trần Thanh Mẫn thắng Tô Lâm thì sẽ xuất hiện một Lê Hồng Anh thứ hai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.